Trong khoảng 2 đến 3 năm vừa qua, trên YouTube có một hiện tượng lạ là sự thay đổi khá rõ rệt trong tương quan lực lượng giữa kênh lớn và kênh nhỏ. Kênh nhỏ nhưng nếu làm tốt thì view có thể lên rất mạnh. Ngược lại, kênh lớn nhưng nếu không có thay đổi nhiều thì đi xuống rõ rệt. Các anh chị em newbie thì có thể không hoặc chưa quan tâm, nhưng các pro đều biết đến hiện tượng này. Thậm chí nhiều kênh triệu sub phải bỏ kênh làm kênh mới vì thấy view của mình còn thua cả một kênh vài ngàn sub mới lên. Để giải thích cho hiện tượng này không hề đơn giản, chúng ta phải bắt đầu từ vị trí đầu nguồn của chuỗi quy trình đề xuất là tín hiệu đầu vào cho thuật toán. Giả sử kênh của bạn là Bếp Quê, chuyên làm về ẩm thực. Đến tận thời điểm này, hầu như tất cả chúng ta đều cho rằng quy trình đề xuất diễn ra theo trình tự như sau. Bếp Quê xuất bản video, YouTube đề xuất video tới nhóm nhỏ fan cứng của bếp, AI đọc phân tích tỷ lệ tương tác của clip, đề xuất rộng ra ngoài tùy theo mức độ tương tác. Quy trình như vậy chuẩn chưa? Sai toét. Khoảng 2-3 năm trở lại đây, thuật toán đã có một sự chuyển hướng tuy âm thầm nhưng lại tạo ra sự thay đổi căn bản. Quy trình bây giờ như sau. Giả sử kênh có một khán giả thích xem ẩm thực biệt danh là Hải FA. Hải FA mở YouTube lên xem. AI học từ tương tác của Hải với tất cả các video, chứ không chỉ mỗi mình clip của Bếp Quê nhé. Rank toàn bộ nhiều tỷ video trên YouTube theo thứ tự phù hợp nhất đối với Hải. Đề xuất clip phù hợp nhất để Hải xem tiếp theo. Như vậy, thay vì để cho AI học từ các video, YouTube chuyển đối tượng học sang phía khán giả. Trước đây, khi đối tượng học của thuật toán là kênh thì mức độ lớn nhỏ của kênh trở thành một thông số quan trọng. Thuật toán ưu tiên kênh lớn bởi vì kênh càng lớn thì thuật toán càng có nhiều dữ liệu và càng tự tin hơn khi phân phối. Cứ đọc dữ liệu video sau thấy giống video trước thì vẫn đề xuất tới những khán giả quen thuộc của kênh rồi từ đó mở rộng ra tiếp. Vì vậy, các kênh lớn có xu hướng chỉ cần làm đi làm lại một kiểu content đã ăn đề xuất là đã có thể tà kiếm cơm. Nhưng giờ đây mục tiêu của thuật toán là làm sao thỏa mãn Hải FA, giữ chân Hải trên YouTube càng lâu càng tốt. Vậy thì thông số quan trọng nhất không thể xoay quanh kênh mà phải xoay quanh Hải, hay nói cách khác là mức độ tương tác của Hải với từng clip. Miễn sao một kênh ra được những clip có tiềm năng tương tác tốt với Hải thì thuật toán sẽ chuyển hướng đề xuất cho những kênh đó, không quan tâm tới số sub của kênh là bao nhiêu. Thuật toán được tinh chỉnh cho từng con người cụ thể theo những ngữ cảnh cụ thể. Chẳng hạn nếu Hải mở YouTube vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, ngồi trong nhà vệ sinh, YouTube đề xuất những clip giải trí ngắn vì nó đã học được là Hải chỉ ngồi đó 5 phút thôi. Nhưng nếu đến buổi tối, sau 8 giờ thì thấy toàn đề xuất clip 90 phút vì nó biết Hải đã ăn tối, dọn dẹp xong, đang ngồi banh càng vừa nhắn tin cho crush vừa xem YouTube. Ok, bla bla, dài dòng như vậy, nhưng để được cái quần què gì, sao tôi lại phải quan tâm, nhà đang bao việc. Nếu thuật toán vẫn đề xuất theo cách cũ, tức là lấy tín hiệu từ video, thì creators luôn bị bí bách trong một không gian sáng tạo cực kỳ hạn chế. Mỗi khi muốn thử nghiệm một chủ đề mới là lại một lần rủi ro cao độ, vì với rất nhiều tín hiệu mới thuật toán chưa học được sẽ phù hợp cho đối tượng khán giả nào. Nhưng giờ đây khi thuật toán hướng đối tượng học vào khán giả, chúng ta được phép mở rộng chủ đề sáng tạo tùy thích, miễn sao chủ đề clip vẫn phù hợp và nằm trong sự quan tâm của đối tượng khán giả hiện tại trên kênh của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy càng ngày càng nhiều kênh tuy đa dạng nội dung, mỗi video một chủ đề khác nhau nhưng lượt view vẫn cao đều đặn qua từng video. Không những được tự do hơn về chủ đề, khi đặt tiêu đề cho video chúng ta cũng bớt sợ hãi, không phải bó mình trong những từ khóa, những key đã ăn đề xuất trước đây, khiến tiêu đề của video thanh thoát, dễ hiểu hơn, sexy hơn. Như vậy thì tỷ lệ nhấp vào video cũng cao hơn, nhờ đó mà video của mình được rank cao hơn khi thuật toán cân nhắc đề xuất video tiếp theo cho khán giả. Tương tự như thế, anh chị em có thể mạnh dạn khai thác tất cả các format khác nhau từ hướng dẫn DIY sang daily vlog, sang thử thách, sang hài kịch giả tưởng, vân vân. Miễn sao xoay quanh những chủ đề mà fan ruột của kênh thích là được. Khái niệm format ở đây không chỉ giới hạn trong cấu trúc kịch bản mà còn có thể hiểu sang cả những thông số kỹ thuật như thời lượng hay kích thước video.
Chẳng hạn trong thời gian gần đây chúng ta thấy trên YouTube có rất nhiều kênh làm video dài nhưng lại render theo chiều dọc. Nếu như cách đây 2 năm, cái thời chưa có top, format dọc dài này là một điều tối kỵ trên YouTube, a big no-no. Thế mà giờ đây với làn sóng các idol đổ sang từ TikTok, kiểu video này đang ngày càng được ưa chuộng. Chỉ làm một video dọc dài thôi, đăng được cả 4 platform luôn, tội gì mà không làm. Đáng ngạc nhiên nhất là các kênh đó vẫn được YouTube đề xuất rất mạnh, tương ứng với mức độ tương tác của fan. Điều đó cho thấy rằng thuật toán giờ đây tự do phân phối bất kỳ kiểu content nào, theo bất kỳ hướng nào, miễn sao phong cách sáng tạo mới đó được khán giả đón nhận. Một trong hai nguồn lưu lượng đề xuất quan trọng nhất là các tính năng duyệt xem, tức là view từ trang chủ, khi khán giả lần đầu mở YouTube lên bắt đầu phiên xem. Thế nhưng YouTube gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có nhiều tín hiệu của người xem trong thời điểm đó. Vì vậy, tín hiệu về lịch sử xem của khán giả trở thành một nhân tố chủ đạo. Lần cuối cùng người này xem YouTube thì họ xem về chủ đề gì? Trong vòng một tuần vừa qua, người này xem những kênh nào? Với cách đề xuất này, nếu ra clip theo kiểu no dồn đói góp, tức là không ổn định, khi thì dồn dập một ngày 3 video, khi thì 3 tháng một video, thì chúng ta tự đưa mình vào thế khó. Đơn giản vì trong lịch sử xem gần đây của fan ruột của Hải FA không có tên kênh của bạn. Đó là nói về nguồn lưu lượng, tính năng duyệt xem. Còn đối với nguồn đề xuất quan trọng thứ hai là video đề xuất, thuật toán đề xuất theo 3 hướng. Hướng thứ nhất là giống y chang clip đang xem, hướng thứ hai là giống chủ đề nhưng khác ngách. Nhưng khi khán giả đã chán với các hướng này, thuật toán lại phải quay lại với lịch sử xem gần đây của khán giả. Như vậy là việc up video đều đặn sẽ mang lại lợi thế cho mình đối với cả hai nguồn lưu lượng quan trọng nhất trên YouTube là các tính năng duyệt xem và video đề xuất. Chúng ta thường bị kẹt trong cách tư duy rằng tôi là kênh ẩm thực, cái tôi có là các món ăn, tôi phải nghĩ món ăn nào mà nấu được ngon, rồi phải nghĩ cách sell, làm sao cho được nhiều view. Ông Hải là ông nào xem hay không, tôi không quan tâm. Nhưng với sự thay đổi này của thuật toán, chúng ta phải chuyển tư duy bán cái mình có sang tư duy bán cái khán giả cần. Tôi đã có trong tay một tệp khán giả thích cách nấu ăn của tôi, và quan trọng hơn là thích tôi. Đại diện của tệp khán giả đó là ông Hải FA. Giờ tôi phải làm cái gì đây để cho những con người cụ thể này họ có cái mà giải khuây mỗi tối trong khi chờ crush đi chơi với tình địch về. Nghĩ ngược như vậy, nhà sáng tạo bếp quê sẽ không bị giới hạn trong chủ đề ẩm thực nữa và sẽ mạnh dạn liên tục thử nghiệm cho đến khi tìm được một phong cách khiến mình luôn cảm thấy thoải mái, luôn là chính mình khi đứng trước camera. Ai thất bại nhiều nhất sẽ là người thành công nhất. Hẹn gặp lại anh chị em trong một video lần sau.